chào tạm biệt các em. Được giải đáp, gọi VOV2. Có băn khoăn muốn giải bày, chia sẻ cùng VOV2. Bạn sẽ được hướng dẫn kỹ năng xử lý tình huống và kiến thức nâng cao chất lượng cuộc sống. VOV2, người đồng hành hiểu biết và tin cậy của bạn. Diễn đàn giáo dục. Diễn đàn giáo dục.
Thưa quý vị, thưa các bạn, hôm nay thì tất cả các thí sinh vừa tham dự kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2018 thì đều đã biết điểm thi của mình. Và theo quy định của Bộ Giáo dục Đào tạo thì dù đã đăng ký nguyện vọng nhưng mà căn cứ vào kết quả của kỳ thi, các bạn thí sinh thì vẫn có thể điều chỉnh, thay đổi nguyện vọng và hoàn toàn có cơ hội trúng tuyển vào những khoa ngành, những trường đại học mình yêu thích. Và nhiều thí sinh thì vừa có kết quả kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia nhưng mà lại rất lo lắng, bởi vì không biết là việc đăng ký nguyện vọng của mình đã thực sự chuẩn chưa, khi mà bản thân chưa tìm hiểu rõ về các ngành nghề cũng như các trường đại học có đào tạo lĩnh vực ngành nghề mà mình đã đăng ký. Học gì, học ở đâu và có thể làm gì sau khi tốt nghiệp là điều mà rất nhiều bạn đang băn khoăn. Và phóng sự mà chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn sau đây sẽ là những chia sẻ của chính những anh chị sinh viên vừa tốt nghiệp. Hy vọng là những cái chia sẻ này sẽ giúp cho các bạn thí sinh có thêm những thông tin để đưa ra những cái sự lựa chọn đúng của mình. Vừa nhận tấm bằng cử nhân chưa đầy một tháng, Đỗ Bá Hoài Giang quê ở Thái Nguyên đã được tuyển dụng vào làm việc tại phòng thí nghiệm của trường Trung học Phổ thông Nguyễn Tất Thành, một ngôi trường danh tiếng ở Hà Nội. Chọn khoa lý Đại học Khoa học Tự nhiên để học tập với môi trường giáo dục nghiêm túc. 4 năm qua, Hoài Giang nhận được rất nhiều kiến thức và kỹ năng từ các thầy. Để rồi với công việc hiện tại, em sẽ còn tiếp tục nuôi những giấc mơ. Làm thế nào để việc dạy và học đi vào thực chất? Cần tập trung vào dạy các cái kỹ năng sống, chứ không chỉ là nặng về kiến thức. Chúng tôi cần phải nghe. Bạn mong chờ được đối thoại, được bày tỏ quan điểm trước các vấn đề nóng của giáo dục. Hãy tham gia chương trình Diễn đàn Giáo dục phát sóng trên VV2 lúc 11 giờ, 16 giờ 30 phút thứ Sáu và 9 giờ 30 phút Chủ nhật hàng tuần. Diễn đàn Giáo dục cùng lắng nghe, cùng chia sẻ. Rất là nhiệt huyết với sinh viên, cũng rất là thân thiện nữa. Bất kỳ lúc nào mình thắc mắc mình cũng có thể hỏi thầy cô được. Và với kiến thức của mình thì em cũng khá là tự tin ạ. Từ cái kiến thức cơ bản này thì mình cũng có thể nghiên cứu phát triển chuyên sâu để ứng dụng trong cuộc sống. Chọn ngành học trong ngôi trường có tên tuổi, có bề dày thành tích với đội ngũ giảng viên giỏi, tâm huyết, nên sau 4 năm học, những tân cử nhân như Giang, Hằng, Tú Anh rất tự tin bước vào cuộc sống. Mỗi người đều có một hướng đi. Người phụ trách phòng thí nghiệm, người làm cho công ty điện tử, người quyết định học lên cao học. Điều quan trọng là các em rất tự tin bởi vốn kiến thức nền đã được học, phương pháp tư duy, cách giải quyết vấn đề, những điều vô cùng quan trọng để các em mở tiếp những cánh cửa mới. Từ kinh nghiệm bản thân, Hoài Giang chia sẻ với những thí sinh đang còn băn khoăn trước sự lựa chọn ngành học, trường học. Các bạn đi theo những ngành rất là hot hiện nay thì không nên, các bạn nên đi theo ý thích của mình, bởi vì kiến thức nền tảng, đặc biệt là đi theo khoa học cơ bản thì nó cũng phải phát triển được rất nhiều ngành nghề khác. Vâng, với mong muốn là sẽ tư vấn cho các bạn thí sinh vừa có trong tay kết quả kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia, chọn được đúng những ngành nghề, những ngôi trường mà sẽ giúp cho các bạn toại nguyện được ước mơ, cũng như là phát triển được cái sự nghiệp của mình trong tương lai, thì Diễn đàn Giáo dục hôm nay sẽ cung cấp cho các bạn những thông tin cần thiết về một số khoa ngành đào tạo, cũng như cơ hội của bạn nếu muốn trở thành sinh viên của trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội. Và xin trân trọng giới thiệu vị khách mời tham gia chương trình, Phó giáo sư tiến sĩ Vũ Hoàng Linh, Phó hiệu trưởng trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội. Và xin trân trọng cảm ơn Phó giáo sư tiến sĩ Vũ Hoàng Linh đã tham gia chương trình. Chào biên tập viên Thu Lương, xin chào quý thính giả của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý thính giả, thưa tiến sĩ Vũ Hoàng Linh, chương trình của chúng tôi được phát sóng trực tiếp trên sóng VOV2 96.5 và tại phòng thu của Đài Tiếng nói Việt Nam 4143 Bà Triệu, Hà Nội. Và quý thính giả muốn tham gia chương trình thì xin gọi điện thoại đến hai số máy trực tiếp của chương trình là 024823 5566 và 024826 5656, và tổ thư ký đã sẵn sàng tiếp nhận câu hỏi của quý vị. Thưa quý thính giả, thưa tiến sĩ Vũ Hoàng Linh, trước hết thì xin ông cho biết chỉ tiêu các ngành đào tạo của trường cũng như chỉ tiêu cụ thể của các khoa ngành đào tạo. Năm nay, năm 2018 thì trường Đại học Khoa học Tự nhiên tuyển sinh 21 ngành với 26 chương trình đào tạo và 23 mã ngành khác nhau. Tổng chỉ tiêu của nhà trường là 1.430 chỉ tiêu và phân bổ cho 21 ngành nói trên. Dạ vâng, thưa giáo sư, phó giáo sư, là với mặt bằng điểm năm nay thì dự kiến điểm chuẩn của các ngành của trường sẽ như thế nào ạ? Và liệu có thấp hơn cái điểm đầu vào năm 2017 không ạ?
Trước hết thì nói về cái điểm ngưỡng xét tuyển. Đây là cái điểm điều kiện để thí sinh có thể đăng ký vào các cái ngành học của trường Đại học Tự nhiên. Thì nhà trường đã quyết định là điểm ngưỡng có 3 cái mức điểm ngưỡng từ 15, 16 và 17 điểm tùy theo các cái từng cái chương trình đào tạo và ngành học của nhà trường. Thông tin chi tiết về các cái điểm ngưỡng thì sẽ được công bố trong ngày hôm nay và ngày mai ở website của trường Đại học Tự nhiên, cổng thông tin tuyển sinh của Đại học Quốc gia Hà Nội và cũng như là cái cổng thông tin tuyển sinh của Bộ Giáo dục Đào tạo. Còn về điểm chuẩn thì hiện giờ thì các thí sinh còn đang đứng trước cái sự lựa chọn và có thể có cái cơ hội để điều chỉnh trong cái thời gian cuối của tháng 7. Vì thế thì cũng rất khó có thể nói gì về cái điểm chuẩn. Thì tuy nhiên thì theo cái thống kê về phổ điểm của các kết quả các cái môn thi trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia vừa qua thì có thể nói rằng là có thể dự báo rằng là điểm chuẩn sẽ có thể giảm nhẹ đối với cả một số cái ngành và chương trình đào tạo. Nhưng mà cũng có thể đồng thời thì một số ngành chương trình đào tạo thì cái sức hút đối với thí sinh và số lượng thí sinh đăng ký tăng cao thì có thể là cũng vẫn sẽ chỉ giảm chút ít hoặc là giữ nguyên như năm ngoái. Dạ vâng, cái vấn đề là điều chỉnh nguyện vọng cũng như là tìm hiểu về các khoa ngành đào tạo của nhà trường là một cái điều mà các thí sinh nhất là vừa nhận được cái kỳ thi kết quả của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia rất là quan tâm. Và chương trình vừa nhận được một cuộc điện thoại. Alo. Alo ạ. Vâng, xin chào em. Em có thể giới thiệu một chút về em và em có thể đặt câu hỏi như nào đối với cả vị khách mời của chương trình là Phó giáo sư tiến sĩ Vũ Hoàng Linh. Dạ vâng ạ, em chào thầy ạ. Em là Huyền đến từ trường trung học phổ thông Thường Tín ạ. Thì em có một câu hỏi đó là em nghe nói là học ngành công nghệ kỹ thuật hạt nhân của khoa vật lý trường Đại học Khoa Tự nhiên thì có cơ hội được làm việc tại các bệnh viện ca, bệnh viện trung ương quân đội 108, viện y học phóng xạ và ung bướu quân đội. Thì không biết thầy chỉ có thể cho em hỏi là việc làm cụ thể tại các bệnh viện là gì ạ? Và trong quá trình học tập thì chúng em có thể được đến các bệnh viện để thực hành không ạ? Xin chào em. Trước hết là rất cảm ơn cái câu hỏi của em. Câu hỏi của em là rất là xác đáng. Mới nghe thoạt qua thì người ta nghĩ rằng là cái chương trình công nghệ kỹ thuật hạt nhân ấy, thì nó liên quan đến vật lý nhiều hơn. Nhưng người ta không biết rằng đấy là cái kỹ thuật này là một kỹ thuật mà trị liệu được sử dụng rộng rãi ở trong các bệnh viện cũng như các cơ sở y tế. Và cái chương trình đào tạo công nghệ kỹ thuật hạt nhân của trường Đào Tự nhiên ấy, thì có một những cái hướng chuyên sâu là để mục đích là sử dụng các cái công nghệ kỹ thuật hạt nhân trong các mục đích mà không phải phi năng lượng, tức là mục đích các cái mục đích khác, thí dụ như trong lĩnh vực y tế hay lĩnh vực là công nghệ thực phẩm. Ở các bệnh viện thì đều có các thiết bị mà sử dụng các cái ứng dụng của công nghệ kỹ thuật hạt nhân trong việc điều trị bệnh, đặc biệt thí dụ như những cái bệnh như là bệnh ung bướu chẳng hạn. Và chính vì thế thì trong những năm gần đây thì cái số lượng các cái sinh viên mà tốt nghiệp ở ngành này thì được nhận vào làm việc ở các cơ sở y tế. Ở đây là có cả các cơ sở y tế của nhà nước cũng như là các cơ sở y tế của các cái liên doanh của tư nhân là đều có. Trong quá trình học tập ấy, thì nhà trường ngoài những cái kiến thức các môn học mà được trang bị để giúp các em tiếp cận với cái công việc sau này thì nhà trường cũng tạo cơ hội để các em đến được thực hành thực tập ở những cái cơ sở nói trên. Dạ vâng. Một cuộc điện thoại nữa lại vừa gọi đến. Alo. Dạ vâng, em nghe ạ. Dạ rồi, chào em. Vâng, em chào chị. Chào cô. Em vừa mới có kết quả kỳ thi trung học phổ thông quốc gia đúng không? Dạ vâng ạ. Em được bao nhiêu điểm? Em thi khối gì? Dạ em thi toán. Em thi khối C ạ. Thêm địa ạ. Và thi thêm cái khối âm. Khối tổ hợp địa ạ. Sử địa ạ. Thế thì tại sao em lại quan tâm đến các cái ngành của Đại học Khoa học Tự nhiên? Tại vì có một cái ngành em đang thấy là ngành về địa lý tự nhiên ạ. Thì em thấy có tuyển sinh cái khối là toán địa đấy ạ. Vâng. Thế thì em có thể đặt câu hỏi trực tiếp cho Phó giáo sư tiến sĩ Vũ Hoàng Linh để giải đáp cho em những cái băn khoăn mà em đang cần tìm hiểu. Dạ, vâng, em chào thầy ạ. Chào em. Dạ, vâng, thầy ơi, em có một cái câu hỏi đó là
Em thì từ cấp 3 là em rất thích học môn địa lý ạ, và cũng dự định là sẽ thi vào khoa địa lý của trường Đại học Khoa Tự nhiên ạ. Tuy nhiên thì em với gia đình cũng băn khoăn về cái cơ hội việc làm của cái ngành địa lý tự nhiên sau khi mà em ra trường. Thì thầy có thể giải thích cho em thêm một chút thông tin về cái cơ hội việc làm của ngành sau khi ra trường không ạ? Cảm ơn em đã quan tâm đến ngành địa lý tự nhiên của trường Đại học Tự nhiên, và nhà trường rất hoan nghênh và sẽ rất vui là nếu được gặp em trong cái thời gian tới. Thì nếu mà cái kết quả thi của em là đạt tốt và đạt được cái điểm chuẩn vào cái ngành địa lý tự nhiên của nhà trường. Ngành địa lý tự nhiên ấy, thì trong các cái ngành học này trong chương trình đào tạo thì các em sẽ được học trang bị các kiến thức về địa lý. Nói chung ở đây có cả những kiến thức về địa lý tự nhiên và có cả những cái vấn đề liên quan đến cả các cái địa lý xã hội, thí dụ phục vụ cho các cái cơ quan mà bảo tồn danh lam thắng cảnh hay là du lịch chẳng hạn. Đấy, thí dụ như là một trong những nơi việc làm thì các em ngoài là làm việc ở các trường đại học, viện nghiên cứu này, là những cái đơn vị hàn lâm này, thì ngoài ra thì các em có thể làm việc ở các cái đơn vị du lịch, các cái cơ quan bảo tồn, thí dụ như là các cái trung tâm bảo tồn danh lam thắng cảnh Vịnh Hạ Long hay vườn quốc gia Cúc Phương vân vân, những cái địa chỉ, và tất nhiên là cả các cái doanh nghiệp tư nhân mà liên quan đến du lịch hay là liên quan có sử dụng đến địa lý, thí dụ như là về những lĩnh vực quản lý đất đai ấy, thì đều có những cái vị trí việc làm cho sinh viên tốt nghiệp ngành này. Dạ vâng, chắc là những cái chia sẻ của Phó sư Vũ Hoàng Linh thì sẽ giúp cho em đưa ra cái sự lựa chọn của mình. Chúc em sớm trở thành sinh viên của Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội. Vâng, chúng ta trở lại với cái chủ đề của chương trình. Thưa Phó sư Tiến sĩ Vũ Hoàng Linh, là nhìn lại thì mấy năm gần đây chúng tôi thấy là bên cạnh một số ngành như lý hóa sinh, công nghệ thông tin của Đại học Khoa học Tự nhiên thì có vẻ như là rất là hot và thu hút được rất là nhiều cái sự quan tâm của thí sinh, thậm chí là rất là nhiều những cái em học sinh giỏi thì đã những em mà được giải quốc gia quốc tế thì cũng đã đăng ký học những cái chuyên ngành này. Nhưng mà như bên cạnh đấy thì một số ngành như là địa lý này, thủy văn thì có vẻ như lại chưa nhận được sự quan tâm nhiều của em, của các cái thí sinh. Vậy thì theo tiến sĩ tại sao lại có cái sự chênh lệch như vậy? Tôi cho rằng thì cái sự quan tâm của xã hội, của gia đình và cũng như thí sinh đối với một số ngành, đặc biệt trong những cái ngành trong lĩnh vực khoa học trái đất ấy, thì ít hơn. Cái đây có hai lý do. Cái lý do thứ nhất là cái sự hiểu biết và cái sự quan tâm, đặc biệt là liên quan đến cái thu nhập mà sau khi tốt nghiệp. Nhưng mà ngược lại thì những cái ngành khoa học trái đất này thì nó cũng có nhiều các cái cơ hội việc làm rất là thú vị. Thí dụ như là cơ hội, như tôi đã nói là các em tốt nghiệp ngành này thì có cơ hội là được làm trong những cái lĩnh vực mà liên quan đến tài nguyên của đất nước, ở các cái vườn quốc gia, các cái dự án quốc tế liên quan đến bảo tồn sinh thái môi trường. Hàng năm ấy, thì nhà trường đều có các cái chương trình học bổng ở trong thí dụ ở các khoa địa lý hay khoa khí tượng thủy văn hải dương học, ví dụ như là trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia thì hàng năm đều có cái chương trình học bổng và có đảm bảo cái vị trí việc làm cho những cái sinh viên tốt nghiệp ra trường. Và tôi còn được biết là ở trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia mỗi một năm là người ta có nhu cầu tuyển dụng khoảng 65 đến 70 nhân lực mới. Tuy nhiên là thậm chí là cung đã không đủ cầu, đúng không ạ? Và có những năm thì người ta chỉ tuyển được có 35 người thôi. Thì tôi nghĩ rằng có lẽ là đây cũng một phần là do các em sinh viên cũng chưa nắm được những cái thông tin về cái tuyển dụng và cái cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp, nên là chưa quan tâm đến điều này. Và qua cái chương trình hôm nay thì chắc là những em mà yêu thích ngành địa lý thì sẽ có thêm những thông tin, và nếu mà cần tìm hiểu thì có thể tìm hiểu trực tiếp ở Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia. Vâng, chương trình lại vừa nhận một cuộc điện thoại. Alo. Alo, vâng ạ. Chào chương trình ạ. Vâng, xin chào chị ạ. Vâng ạ, tôi tên là Châu ạ. Dạ vâng, chào chị Châu. Tôi có con thi vào đại học và cũng có nguyện vọng thi vào trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Và được biết là tiến sĩ Vũ Hoàng Linh có một buổi tư vấn trực tiếp, thì tôi xin được hỏi
tiến sĩ mấy câu có được không ạ? Dạ vâng. Vâng, xin chào chị. Dạ, vâng, chào chị, chào anh ạ. Vâng, anh ơi, hôm nay năm nay em có con thi đại học thì bây giờ phổ điểm nếu mà tính theo cái tổ hợp toán lý hóa thì con em khoảng được 23,3 điểm thì liệu có cơ hội vào trường mình không anh? Vào khoa hóa. 23,3 điểm thì nếu các cháu ở khoa hóa thì có các cái chương trình đào tạo về các ngành hóa dược này, công nghệ kỹ thuật hóa học này và hóa học này, trong đó có cái chương trình công nghệ kỹ thuật hóa học và chương trình hóa dược là chương trình chất lượng cao theo thông tư 23. Ngoài ra thì hóa học thì còn có cái chương trình tiên tiến, trước đây là giờ theo cái dự án của Bộ Giáo dục Đào tạo, bây giờ thì cũng thực hiện theo cái thông tư 23. Thế thì với cái số điểm như vậy thì tôi cho rằng là cháu hoàn toàn có cái cơ hội để đăng ký vào một trong các ngành học khoa hóa học. Dạ, vâng ạ. Em lại hỏi anh một chút là em thấy trường mình có cái chương trình đào tạo để các con có một cái bằng cử nhân với lại liên của trường đại học Toulouse của Pháp ấy. Vì con em là có tiếng Pháp bằng B2 rồi, thì con em cũng vào đấy thì liệu có được đi du học không anh? Ví dụ có trường mình có cái chương trình du học đấy không ạ? Trường đại học tự nhiên thì có rất nhiều cái chương trình trao đổi sinh viên, tức là trong quá trình học tập thì các em có thể trao đổi hè với cái thời gian ngắn hoặc là trao đổi một học kỳ với các trường đại học ở khu vực châu Á cũng như là châu Âu. Còn ở khoa hóa học ấy, thì có cái chương trình, một cái chương trình với hợp tác với cả trường đại học Toulon Va của Cộng hòa Pháp, Toulon Va chứ không phải Toulouse. Thì đối với cả chương trình này thì sau khi vào học ấy, thì các em có thể đăng ký và theo học cái chương trình này và có cơ hội là được đi thực tập ở trường đại học ở Pháp, và sau đó thì cái cơ hội mà tiếp tục học tập sau đại học ở Pháp hoặc là các nước khác ấy thì là rất lớn. Chắc là chị Châu cũng đã cần tìm hiểu thêm thì xin chị Châu có thể đưa cháu vào trực tiếp ở trong khoa, vì thời lượng chương trình của chúng tôi có hạn này, có thể còn phải giải đáp một số những thắc mắc của những thí sinh khác. Vâng, xin chào chị ạ. Thưa tiến sĩ Vũ Hoàng Linh, như ông vừa chia sẻ thì trường mình ngoài những cái chương trình đào tạo truyền thống còn có rất là nhiều những cái chương trình chất lượng cao, chương trình cử nhân tài năng, chương trình tiên tiến. Vậy thì ông có thể giới thiệu kỹ hơn những cái ngành mà đào tạo mới này? Bên cạnh những chương trình đào tạo đại học hệ chuẩn, tức là những chương trình thông thường như chúng ta đã biết, thì hơn 20 năm nay thì trường là cái trường đại học đầu tiên ở Việt Nam tổ chức cái chương trình đào tạo cử nhân khoa học tài năng, nhằm là đưa ra cái chương trình đào tạo cho những cái sinh viên đặc biệt là tài năng và xuất sắc trong lĩnh vực khoa cơ bản. Ở đây là toán học, vật lý, hóa học và sinh học. Bên cạnh đó thì trường cũng có các chương trình tiên tiến. Đây là cái chương trình mà trước đây với sự hỗ trợ ở kinh phí của Bộ Giáo dục Đào tạo và liên kết với các chương trình của Hoa Kỳ. Trong chương trình đào tạo này thì các em được, ngoài cái việc là được học cái chương trình đào tạo dựa trên các chương trình đào tạo của các trường ở Hoa Kỳ, thì các em được trang bị cái kiến thức ngoại ngữ, cụ thể đây là tiếng Anh, và rất là tốt. Cái loại chương trình thứ ba là các chương trình chất lượng cao theo thông tư 23. Đây là những cái chương trình mà nhà trường nhằm cung cấp cái điều kiện đảm bảo chất lượng tốt hơn cho sinh viên. Cụ thể là bên cạnh là cái chương trình đào tạo mang cái tính thực tế ứng dụng nhiều hơn, thì sinh viên sẽ được học trong cái môi trường với những cái đội ngũ cán bộ giảng dạy tốt nhất, những cái cơ sở vật chất nhà trường cũng đảm bảo là tốt nhất. Và một cái vấn đề nữa là nhà trường cũng tăng cái cơ hội việc làm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp những cái chương trình này bằng cách là có những cái giao lưu với cả các cái doanh nghiệp, các cái đơn vị tuyển dụng, các cái chuyến đi tham quan thực tập, và sau này thì là các cái hội thảo và trong lĩnh vực với về việc làm với các cái doanh nghiệp ở bên ngoài. Vâng, một câu hỏi nữa để được dành cho vị khách mời của chương trình. Xin mời kỹ thuật nối máy ạ. Alo. Alo ạ. Vâng, xin chào em. Vâng, anh chào đài VOV ạ. Vâng, em có thể đặt câu hỏi với vị khách mời của chương trình để tìm hiểu những cái khoa ngành cũng như những cái thông tin mà em cần biết ạ. Em giới thiệu em một chút đi. Dạ vâng, em tên là Hạnh ạ. Em năm nay em thi khối A thì được 23,75 điểm ạ. 23,75. Dạ vâng. Thì em được tìm hiểu về trường mình thì được biết là trường mình có
năm nay thì có đào tạo tuyển sinh ngành máy tính và học sinh chất lượng cao. Thì em hỏi là không biết là với số điểm của em thì có cơ hội đỗ không và thường học như thế nào? Xin chào em. Trước hết là chúc mừng em đã có cái kết quả rất là khả quan trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia vừa qua. Ở khoa toán cơ tin học trường Đại học Tự nhiên thì có cái ngành đào tạo là máy tính và khoa học thông tin, và có hai cái chương trình đào tạo, một là chương trình đào tạo hệ chuẩn và cái thứ hai là chương trình đào tạo chất lượng cao theo thông tư 23. Thì cái sự khác biệt như thì tôi đã vừa nói lúc trước là giữa cái chương trình đào tạo chuẩn và chương trình đào tạo chất lượng cao theo thông tư 23. Thế thì với cái số điểm 23,75 thì tôi hoàn toàn khuyến khích em là đăng ký vào cái ngành học này. Em có thể lựa chọn, có thể xem kỹ hơn một chút là đăng ký vào chương trình đào tạo chuẩn hoặc chương trình đào tạo chất lượng cao, tùy theo cái sở thích của em cũng như là cái điều kiện để học tập. Vì ví dụ như là ở chương trình đào tạo chất lượng cao ấy, thì em được học trong cái môi trường và cái cơ sở vật chất cũng như là cái như những cái cơ hội mà kết nối với doanh nghiệp cao hơn, nhưng cái mức học phí thì cao hơn so với cả hệ đào tạo chuẩn. Thì tùy là cái lựa chọn của em và cái điều kiện về kinh tế thì em hoàn toàn có thể lựa chọn một trong hai chương trình đào tạo này. Và dựa trên cái kết quả điểm chuẩn của năm 2017 thì tôi nghĩ rằng là cái cơ hội mà em để trở thành là sinh viên ngành máy tính và khoa học thông tin của trường Đại học Tự nhiên là rất là cao. Thưa phó sư tiến sĩ Vũ Hoàng Linh, các thí sinh mà khi mà đăng ký vào trường thì người ta rất là quan tâm đến cái môi trường học tập này cũng như là cái cơ hội việc làm, và ngoài ra còn có những vấn đề khác như là cái cơ hội học bổng hoặc là liệu là có cơ hội mà trao đổi sinh viên hay là đi ra nước ngoài hay không. Thế thì thưa phó sư có thể chia sẻ là đâu là những cái cơ hội cho các bạn ấy khi mà trở thành sinh viên của trường mình ạ? Khi mà trở thành sinh viên của trường Khoa Tự nhiên ấy, thì trước hết là các em sẽ được học trong cái môi trường giàu truyền thống, được học tập dưới sự giảng dạy và hướng dẫn của các cái chuyên gia có thể nói là đầu ngành trong lĩnh vực khoa học cơ bản và ứng dụng. Bên cạnh đó ấy, thì trong những năm gần đây ấy, thì nhà trường có rất nhiều những cái hợp tác với các trường đại học ở Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Singapore và cả các trường đại học ở châu Âu. Và trong khuôn khổ các cái hợp tác này thì các em có cơ hội được đi trao đổi thực tập trong thời gian hè. Bên cạnh đó thì nhà trường cũng tạo điều kiện và rất là khuyến khích là các sinh viên sẽ đi được đến thực tập ở các cái đơn vị tuyển dụng sau này, các cái doanh nghiệp, các cái nhà máy, các cái viện nghiên cứu. Và bên cạnh những cái cơ hội thực tập ấy, thì các em có cái, đặc biệt là đối với các em mà có cái đam mê mà làm khoa học ấy, thì đến nhà trường thì các em sẽ có cái cơ hội rất tốt với cái sự hướng dẫn của thầy cô. Và bên cạnh cái cơ sở vật chất, các cái phòng thí nghiệm hiện đại của nhà trường ấy, thì các em có thể tham gia vào các những dự án nghiên cứu, các đề tài nghiên cứu ngay từ khi là những sinh viên năm thứ hai, năm thứ ba. Và trong thời gian vừa qua thì đã có những rất nhiều các cái minh chứng, rất nhiều các bạn mà khi tốt nghiệp ấy, thì đã bên cạnh là có cái kinh nghiệm nghiên cứu thì cũng đã nhận được những cái học bổng này, rồi thậm chí là vị trí việc làm từ các cái doanh nghiệp ở trong và ngoài nước. Vâng, và tôi được biết là còn trường hình như là vừa mới có một cái ký kết với cả trung tâm NASA đúng không ạ? Và có rất là nhiều bạn ở khoa địa thì có cơ hội hoặc là các cái khoa ngành khác ở trong trường được sử dụng cái kho dữ liệu của NASA trong cái quá trình nghiên cứu và học tập của mình. Vâng, thưa phó sư tiến sĩ Hoàng Linh, là trở lại vấn đề là thí sinh đang quan tâm, tức là vấn đề điều chỉnh nguyện vọng. Vậy thì ông có tư vấn như thế nào đối với những cái thí sinh mà có mong muốn trở thành sinh viên của trường? Có lẽ là rất nhiều các bạn sinh viên thì sẽ băn khoăn khi mà ở cái đợt điều chỉnh này. Có lẽ rằng là trước hết là các em nên xem xét kỹ các cái ngành, các chương trình đào tạo, các cái thông tin, và chúng ta dựa trên thứ nhất là cái sở thích, đam mê của chúng ta. Cái thứ hai là dựa trên cái kết quả điểm thi mà các em vừa có được. Và cái thứ ba là các cái cơ sở mà điểm chuẩn các cái chương trình đào tạo này. Và chúng ta nên có một cái sự sắp xếp hợp lý các cái nguyện vọng theo cái thứ tự mà
trên cả các cái ba cái tiêu chí mà như tôi vừa nói để có cái cơ hội mà trở thành sinh viên của trường Đại học Tự nhiên Đại học Quốc gia Hà Nội. Dạ vâng, xin cảm ơn Phó sư tiến sĩ Vũ Hoàng Linh về những thông tin mà ông vừa chia sẻ. Thưa quý vị, thưa các bạn, hiểu được những cái thế mạnh của mình, niềm đam mê của mình để đưa ra những cái lựa chọn đúng là một điều vô cùng quan trọng để sẽ quyết định cái tương lai của các bạn. Chúng tôi xin dùng chia sẻ của một phó sư tiến sĩ khoa học là cựu sinh viên của nhà trường để kết thúc cái chương trình này. Đó là cái việc mà nếu các em có định hướng tốt và có niềm đam mê thì hãy nuôi dưỡng cái niềm đam mê ấy, và Đại học Khoa học Tự nhiên thì là một trong những cái sự lựa chọn của mình. Chương trình diễn đàn giáo dục hôm nay xin dừng ở đây. Một lần nữa xin cảm ơn phó sư tiến sĩ Vũ Hoàng Linh đã tham gia chương trình. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.